đội tuyển Việt Nam có số 10 mới thay Công Phượng. Huấn luyện viên Park Hang-seo công bố danh sách 23 cầu thủ Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Saudi Arabia. 1 giờ ngày 3 tháng 9, tiền đạo Phạm Tuấn Hải được trao chiếc áo số 10 của Công Phượng. Theo đó, hai cầu thủ không có tên trong danh sách đăng ký tham dự trận đấu này là tiền vệ Lê Tiến Anh và tiền đạo Hồ Tuấn Tài. Huấn luyện viên Park Hang-seo gây bất ngờ khi trao chiếc áo số 10 cho tân binh Phạm Tuấn Hải. Đây là số áo mà Công Phượng, người vắng mặt ở lượt trận lần này, thường sử dụng ở đội tuyển Việt Nam từ năm 2019 đến nay. Chiếc áo số 4 của trung vệ Bùi Tiến Dũng được trao cho hậu vệ tân binh Trương Văn Thiết. Nguyễn Thanh Bình mặc chiếc áo số 5 của Văn Hậu. Bùi Tiến Dũng và Văn Hậu không thể đi Saudi Arabia do chưa bình phục chấn thương. Một số trụ cột khác vẫn mặc số áo quen thuộc như Quang Hải, 19, Tuấn Anh, 11, Xuân Trường, 6, Văn Thanh, 7, Trọng Hoàng, 8, Tiến Linh, 22, hay thủ quân Quế Ngọc Hải, 3. Thủ môn Văn Lâm mặc áo số 23, còn áo số 1 thuộc về Bùi Tấn Trường. Huấn luyện viên Park Hang-seo đang cân nhắc chọn một trong hai thủ thành này cho trận đấu với Saudi Arabia ở bảng B lượt mở màn vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Trận đấu giữa Saudi Arabia và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào 21 giờ ngày 2 tháng 9 theo giờ địa phương, 1 giờ ngày 3 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Saudi Arabia, ban tổ chức sẽ mở 60% sức chứa của sân để đón khán giả, tương đương với khoảng 12.000 chỗ ngồi. Được biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia cũng đã lên kế hoạch tổ chức cho cán bộ, nhân viên của Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Saudi Arabia vào sân để tiếp lửa cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo.